Chào mừng các bạn đến với kênh của em StarCorp, mình là Nhân. Và hôm nay Nhân sẽ giới thiệu cho mọi người một cái model mà chuyên dùng để triển khai giải pháp camera giám sát dành cho doanh nghiệp. Đó chính là model DVA1622. Và hãy cùng Nhân unbox nó nhé. Trong chiếc hộp của chúng ta sẽ bao gồm hai món, đó chính là một cái hộp đầu tiên sẽ là hộp chứa cáp nguồn và cũng như là những linh kiện đi kèm. Và nhân vật chính của chúng ta đó chính là model DVA1622. Như các bạn thấy trên tay Nhân đang là model DVA1622. Và với kích thước rất là nhỏ gọn như vậy thì cực kỳ phù hợp với nhu cầu của cá nhân cũng như là cho doanh nghiệp SMB. Và chúng ta hãy cùng đi vào mặt trước của nó. Ở đây sẽ có là hai bay ổ cứng. Và đặc biệt một điều lưu ý nữa là đối với thiết bị DVA1622 này thì chỉ hỗ trợ là DD 3.5 inch và một cái dãy đèn LED để chúng ta có thể biết được trạng thái của thiết bị chúng ta đang hoạt động như thế nào. Tiếp đó là một cổng USB, chúng ta có thể dùng nó để kết nối với những cái thiết bị ngoại vi và cũng như là sao chép dữ liệu trực tiếp từ thiết bị DVA này. Và về mặt sau của thiết bị thì ở đây vẫn như những dòng model khác, chúng ta sẽ có một cái quạt tản nhiệt và cũng như là một cái cổng để kết nối với mạng LAN với chuẩn là RJ45. Và tiếp theo là vẫn là một cổng USB để chúng ta có thể kết nối đến với thiết bị ngoại vi của chúng ta ở mặt sau. Và điểm khác biệt ở đây so với một dòng DVA còn lại đó chính là một cái cổng HDMI. Thì đối với doanh nghiệp SMB và cũng như là cá nhân thì thường chúng ta sẽ không có đội ngũ IT để mà có thể maintain những cái hệ thống đó, cho nên là Synology hướng đến sự đơn giản và tiện lợi cho người dùng, đó chính là một cái cổng dây HDMI ở đây. Và chúng ta chỉ cần làm một điều rất là đơn giản, đó chính là cắm cái cổng dây HDMI này đến với một cái TV bất kỳ thì chúng ta đã có thể xem những hình ảnh ghi hình trực tiếp và cũng như là quản trị toàn bộ camera của chúng ta trên thiết bị DVA này rồi. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi vào phần cấu hình của model DVA1622 này nhé. Thì với bộ chip xử lý thì sẽ được trang bị là Intel Celeron G4125 loại tứ và có tốc độ căn bản là 2.0 và có thể boost tối đa lên tới 2.7 GHz. Đối với những model này sẽ được trang bị thêm bộ vi xử lý card đồ họa Intel UHD Graphics 600 và chuẩn độ phân giải video hỗ trợ là 1080 60fps. Đối với thiết bị này thì RAM sẽ được phích cứng là 6GB với chuẩn DDR4. Về mặt tính năng của nó thì dòng DVA này chuyên dùng cho giải pháp camera an ninh giám sát dành cho doanh nghiệp, và đương nhiên là nó sẽ được tích hợp và cũng như là có thể chạy được ứng dụng Synology Surveillance. Và ngoài những cái tính năng cơ bản của Synology Surveillance như là đóng vai trò như là một đầu ghi camera an ninh giám sát dành cho doanh nghiệp và cũng như là một nơi trung tâm quản lý tập trung toàn bộ những cái camera này, thì lúc nãy mình đã nhắc tới một cái là thiết bị DVA này có trang bị một bộ vi xử lý card đồ họa. Thì với bộ vi xử lý card đồ họa này, chúng ta sẽ có thêm những cái tính năng mà có thể tích hợp công nghệ trí thông minh nhân tạo vào đó. Ví dụ như là chúng ta có thể phát hiện người và phương tiện, cũng như là đếm người trong một khu vực hoặc là đếm phương tiện trong một khu vực. Thì với tính năng này, đối với những cái chi nhánh nhà hàng, khách sạn hoặc là chỗ bán lẻ thì chúng ta có thể quản lý được số lượng phương tiện cũng như là số lượng khách hàng trong một khu vực nhất định. Và nó cũng hỗ trợ bạn xuất ra những cái báo cáo, và cái báo cáo này thì các bạn có thể biết được là khách hàng đang thích những cái mặt hàng nằm ở khu vực nào nhiều hơn và đến khu vực đó nhiều hơn. Chúng ta có những khu vực cũng như là những mặt hàng có giá trị cao thì chúng ta cần có một cái biện pháp để luôn đảm bảo an toàn cho những cái tài sản này. Thì nhờ vào tính năng bắt chuyển động trong từng khu vực nhất định, thì khi mà có thì chúng ta có thể cài đặt nó cho những khu vực có tài sản giá trị cao này. Khi mà có đối tượng xâm nhập vào những khu vực này hay là có chuyển động bất thường ở khu vực này thì sẽ được thông báo ngay trên chính thiết bị điện thoại của bạn. Tiếp theo là tính năng nhận diện khuôn mặt. Chúng ta có thể thêm dữ liệu của những VIP vào trong cơ sở dữ liệu, và khi VIP đó đến một trong những chuỗi khách sạn thì sẽ được tự động gửi thông báo đến với chiếc điện thoại, và từ đó chúng ta có thể điều phối nhân viên để hỗ trợ VIP đó một cách rất là dễ dàng. Đối với dòng DVA này thì sẽ được tích hợp 8 license camera miễn phí. Hy vọng những chia sẻ trên hữu ích với bạn, và nếu bạn đang có nhu cầu triển khai mô hình camera giám sát dành cho doanh nghiệp thì các bạn có thể liên hệ ngay đến em StarCorp thông qua thông tin liên hệ dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.